Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngay Nhìn Việt Nam. Ở thời điểm này, khi mà các bạn muốn mua một chiếc máy, một chiếc smartphone chính hãng trong cái tầm giá quanh quanh khoảng 10-11 triệu đồng, thì mình tin rằng Vivo V23 5G chính là một sản phẩm các bạn rất đáng quan tâm. Bởi vì chiếc máy này, ngoài việc là nó có một cái thiết kế rất đẹp mắt trẻ trung, thì nó còn sở hữu một cái cấu hình bên trong cũng khá là mạnh mẽ nữa. Và bây giờ sẽ là 3 điểm mình thích nhất dành cho chiếc Vivo V23 5G nào nhá. Điều đầu tiên mình thích trên chiếc máy này đó chính là về thiết kế. Mình không biết thị trường khác như thế nào, nhưng tại Việt Nam, một chiếc máy nó na ná giống iPhone thì nó đã là một điểm mạnh của nó rồi. Và chiếc máy này thì hoàn toàn có thể đạt được điều đó, bởi vì nó sử dụng cái cạnh viền vuông vức rất giống iPhone. Mà đây nó không phải là cái cạnh viền giống kiểu iPhone 13, iPhone 12 giá rẻ đâu nhá. Cái độ chắc chắn này và cái độ cứng gác, cũng như là mình cảm giác là cái độ dày của nó phải tương đương với những chiếc iPhone dòng Pro, có nghĩa là phải là 12 Pro hoặc là 13 Pro gì đó thì mới tương đương được với cái chất lượng hoàn thiện cũng như là cái cao cấp của cái cạnh viền này. Và cầm ở đây các bạn thấy một cảm giác cực kỳ chắc chắn, đầm tay mà chúng ta sẽ thường thấy trên những chiếc smartphone cao cấp hơn là những chiếc smartphone tầm trung như thế này. Và ngoài ra chúng ta có tới hai phiên bản màu sắc. Ở trên tay trái của mình đó chính là phiên bản màu xanh vũ trụ đó, còn bên tay phải là màu vàng ánh dương. Thì đây đều là hai màu sắc mình đánh giá rất là cao. Cái màu sắc xanh vũ trụ này thì nó đem đến cái sự nhã nhặn nhất định và nó không có thay đổi quá nhiều khi các bạn để dưới ánh sáng mặt trời, nhưng mà nó sẽ có được làm hoàn thiện dạng nhám này, cũng như là nó có một vài những cái ánh nhẹ ở trong cái phần mần mặt lưng này, thì đây cũng là một cái điểm mình thấy rất thích trên cái màu xanh vũ trụ này. Tuy nhiên cái mà mình muốn nói đây đó chính là cái màu vàng ánh dương này á, thì nó phải gọi là ăn đứt luôn. Và tại sao mình lại wow với cái màu vàng ánh dương thì các bạn hãy đợi một chút. Thông thường thì khi các bạn nhìn vào chiếc điện thoại này, các bạn sẽ chỉ thấy rằng thì đúng là nó có những cái màu vàng với những cái thay đổi màu sắc một chút khi các bạn để dưới ánh sáng. Như chúng ta chuyển từ màu xanh lá cây này, mình thấy màu xanh lá cây và màu vàng đồng cũng như là màu vàng nhạt nữa. Tuy nhiên cái khác biệt đó chính là khi các bạn có một cái đèn UV như này, hoặc là đơn giản hơn thì các bạn sẽ chỉ để dưới ánh sáng mặt trời, mà cái ngày nào trời nắng gắt một tí thì các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Đó là cái mặt lưng này á, nó sẽ thay đổi màu sắc tùy theo cái ánh sáng. Ở đây thì mình đang có một cái lá đi, thì khi mình che vào cái phần mặt lưng này và mình bắt đầu chiếu cái đèn này vào. Đó, chiếu đèn này vào. Thì chỉ cần khoảng 5 đến 10 giây thôi, khi mình bỏ ra thì cái mặt lưng của nó đã có một vệt như này, các bạn có nhìn rõ không? Một vệt luôn. Những cái phần mà nó không được chiếu thì nó sẽ vẫn giữ nguyên cái màu đó, còn nếu mà nó đã được chiếu thì nó sẽ thay đổi sang một cái màu khác. Đây là một cái mình đánh giá cực kỳ cao trên cái cách làm sản phẩm của Vivo. Nó khiến cho cái chiếc điện thoại chúng ta nó không bị nhàm chán. Mỗi khi chúng ta cầm vào máy chúng ta đều thấy sự mới mẻ, và đây tạo sự cái niềm hứng khởi hơn khi mà chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại. Thì đây là một điểm đánh giá rất cao trên Vivo V23 5G. Và với mặt lưng này chúng ta có thể làm rất nhiều trò. Các bạn có thể đưa bất cứ cái đồ vật nào vào đây, và các bạn chỉ cần chiếu cái đèn UV hoặc là để dưới ánh sáng mặt trời thôi là nó đã thay đổi rồi, và chúng ta đã có một cái mặt lưng nó hoàn toàn mới. Và chỉ sau khoảng 2-3 phút thì nó sẽ trở lại cái mặt lưng thông thường như này nếu các bạn đem nó trở lại vào nhà. Còn nếu mà ở ngoài đường ấy, thì nó sẽ vẫn cứ đổi thay đổi như thế thôi. Rất là tuyệt vời đúng không? Yếu tố thứ hai mà mình thích trên cái mẫu điện thoại này đó chính là cái camera selfie của nó. Với chiếc Vivo V23 5G này thì chúng ta sẽ có tới camera selfie kép. Có rất nhiều bạn thắc mắc về tại sao chiếc máy này vẫn sử dụng cái thiết kế tai thỏ như này đúng không? Thì đối với mình ấy, cái thiết kế tai thỏ này nó như là một kiểu là cái đặc trưng của Vivo rồi. Từ trước những cái chiếc Vivo V20, V21 gì thì họ cũng sử dụng những cái thiết kế như thế này, họ không nâng cấp. Đây không phải điểm nó quá quan trọng, bởi vì là quan trọng là chúng ta có gì trong cái cụm tai thỏ này. Thì chúng ta có một cụm camera selfie kép với cảm biến chính lên tới 50 megapixel, cảm biến góc siêu rộng luôn 80 megapixel, và cái góc siêu rộng đó nó lên tới 105 độ. Thì các bạn biết rồi đấy, với một cái camera góc siêu rộng ở mặt trước này á, thì khi các bạn selfie với nhiều người hơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những bức ảnh nó trọn vẹn hơn. Đặc biệt á, là chiếc máy này bán ra ở một cái thời điểm rất là tốt cuối năm này, đó chính là sắp Tết Nguyên Đán rồi các bạn ạ. Và khi các bạn sử dụng một chiếc điện thoại mới, các bạn về các bạn muốn gặp họ hàng, bạn bè rồi anh chị em, các bạn muốn selfie nhiều người hơn đúng không? Tết mà phải sum họp quây quần chứ đúng không? Thì khi các bạn cầm chiếc điện thoại này lên á, các bạn bấm selfie và các bạn bật góc rộng ra, ui ngầu vãi chưởng luôn, đấy cực kỳ ngầu luôn đấy, các bạn có thể nhìn thấy góc rộng.
Và khi đó tất cả người trong gia đình chúng ta đều có thể vào chung một khung hình. Thay đó mới cái quan trọng các bạn ạ. Cái thiết kế này á, nó chỉ là một phần thôi. Và quan trọng là nó chụp ra được cái gì và cái khoảnh khắc các bạn ghi lại được nó sẽ là cái gì. Thì đó mới là quan trọng nhất. Đối với mình thì mình cực kỳ ấn tượng với cái điểm này và mình sẽ cầm chiếc máy này về và để selfie trong dịp Tết. Mình sẽ hẹn các bạn những cái bức ảnh đó ở trên fanpage của Nghe Nhìn nhé. Một tính năng mà mình nghĩ rằng rất ít các bạn sở hữu đó chính là tính năng này. Đây mình sẽ bật lên luôn. Đấy, các bạn thấy không? Bật một cái ấy, là hai cái đèn LED hai bên ấy nó sẽ bật luôn. Vì vậy là khi các bạn selfie ở trong điều kiện thiếu sáng thì hai cái đèn này nó cực kỳ hữu dụng luôn. Và ngoài ra nhá, còn chưa hết đâu các bạn ạ. Các bạn có thể tùy chỉnh cái nhiệt độ màu nó vàng hơn. Đó, nó xanh dần lên và nó trắng như thế này. Đó, để tùy theo là các bạn đang ở điều kiện nào, các bạn muốn ra mặt các bạn như thế nào thì các bạn phải đánh đèn như thế này. Thì cái cách điều chỉnh này nó theo độ K và nó từ 3000 đến 6000 K. Nếu các bạn biết một chút về kiến thức chụp ảnh thì các bạn sẽ hiểu điều này, nhưng mà hiểu đơn giản đó chính là các bạn có thể tùy chỉnh được cái màu sắc đèn ấy, đánh làm sao cho nhìn ra mặt nó dễ chịu hơn, nó đẹp mắt hơn. Đó, một điểm cực kỳ chất lượng của Vivo V23 5G. Và không chỉ có camera góc rộng ở mặt trước đâu, những cái thuật toán mà Vivo đem vào đây thì mình cũng rất ấn tượng luôn. Cái ASUS Cell 3.0 của Vivo đem vào đây, khi mình selfie mình sẽ đặt những cái bức ảnh mà selfie của chiếc máy này ở đây. Nó đem đến cái vẻ đẹp rất là tự nhiên, da rẻ lên tươi tắn mà không hề bị ám màu, bị ám xanh hay ám đỏ gì cả. Những cái màu sắc nó thể hiện đều rất là tự nhiên, chứ nó không đi theo một trường phái nào đó quá rực hay là quá nhạt. Đó, thì đây là điểm mình rất thích trên cái camera của chiếc máy này, kể cả ở mặt trước và mặt sau. Ngoài ra thì Vivo cũng rất chăm chỉ đưa vào những cái hiệu ứng chúng ta có thể chỉnh sửa rất chi tiết khuôn mặt, cũng như là những cái hiệu ứng làm cho bức ảnh nó sáng tạo hơn. Thì mình cũng sẽ để những cái ảnh đây các bạn có thể tham khảo. Điểm thứ ba mà mình thích trên chiếc Vivo V23 5G này đó chính là nó có khả năng kết nối 5G. Với con chip Dimensity 920 thì chiếc máy này hoàn toàn có thể kết nối 5G một cách rất là tốt. Mới hôm qua thì mình đã test 5G của chiếc máy này ở tại khu vực là Hồ Hoàn Kiếm, chỗ Hàng Cá Mập đấy các bạn ạ. Thì chiếc máy này hoàn toàn đạt được cái tốc độ download là 833 và upload là 116. Này các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng đúng không? Thì cái tốc độ này trong cái điều kiện mạng hiện nay thì mình đánh giá cũng rất là cao. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cái mức độ download nó cao hơn khi mà các nhà mạng tại Việt Nam triển khai chính thức 5G, thì cái tốc độ này hứa hẹn còn cao hơn nữa. Còn với cái tốc độ này mình đang sử dụng ở đây thì mình hoàn toàn có thể xem video này và tải những cái game nặng rất là nhanh. Tính năng này của Vivo thì nó sẽ đem đến cho các bạn cái giá trị sử dụng nó tương lai. Khi các bạn mua một chiếc máy các bạn mong muốn sử dụng lâu dài 1-2-3 năm thì với 5G chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được 2-3 năm một cách rất là dễ dàng. Đó là ba cái điểm mình ấn tượng nhất trên chiếc Vivo V23 5G này. Ngoài ra chiếc máy này còn có rất nhiều điểm cũng đáng khen nữa. Điển hình như là có màn hình 90Hz này. Con chip Dimensity 920 cũng là một con chip khá mạnh trong phân khúc nữa. Và thêm nữa là chiếc máy này cũng có sạc nhanh 44W. Tuy nhiên thì những cái điểm đó thì nó không thể nào bằng ấn tượng bằng ba cái điểm mình vừa kể trên. Và ba cái điểm này thì cũng là ba cái điểm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn khi các bạn quyết định sắp tới sẽ mua một chiếc smartphone trong dịp Tết Nguyên Đán này thì càng tốt. Đó, thì các bạn nên chú ý đến chiếc Vivo V23 5G này. Rồi, các bạn cảm nhận như thế nào về chiếc Vivo V23 5G này? Và nếu các bạn lựa chọn thì các bạn sẽ lựa chọn màu vàng ánh dương này hay màu xanh vũ trụ? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá. Nếu thấy video hay, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.